Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật online của anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề N2, phần từ vựng chữ Hán. Đầu tiên đó là mô đai 1, cách đọc của chữ Hán. Câu đầu tiên này. Basu no nanani o harau. Chữ Hán là chữ vận và chữ nhẫm. Thì từ này rất là quen thuộc rồi đúng không? Từ này đọc là unchin. Chúng ta chọn đáp án đúng là đáp án số 2. Nhi bằng. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Tiền vé, tiền cước, vận chuyển. Thì câu này có nghĩa là trả tiền vé xe buýt, hoặc là bác sự có thể hiểu là xe xe giường nằm đấy, xe khách đấy. Câu số 2. Kaze ga tsuyokute kami ga nanani shimatta. Chữ Hán đây là chữ loạn. Chữ loạn này có âm kunyomi là midareru. Như vậy chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 4 đúng không? Midarete có nghĩa là tóc bị rối đúng nhỉ? Vì gió mạnh cho nên là tóc bị rối. Các phương án còn lại, ví dụ như là phương án 1, chúng ta có kuzurete. Kuzurete, động từ kuzureru có nghĩa là bị vỡ, bị rối loạn. Đấy. Chữ băng nhá. Chúng ta có số 2 là arete, là chữ hoang đúng nhỉ? Ví dụ như là biển động hay là chân tay nứt nẻ thì cũng có thể dùng cái chữ này. Số 3 là abarete. Chúng ta có chữ bạo đúng không? Trong từ bạo lực. Tiếp theo, câu số 3. Maeda-san wa kodomo tachi ni tarashii oyogi kata no nani nani o shimeshita. Đây là chữ mô và chữ phạm. Thì hai chữ này đều là hán tự N1 nhá. Câu này người ta cho hán tự N1 xuống N2. Thì chữ này chúng ta khá là quen thuộc ở trong một số cái sách luyện đề đúng nhỉ? Các bạn sẽ biết chữ mô đọc là mô đúng nhỉ? Tuy nhiên là chữ mô có thể đọc là bô. Đấy. Rất là may ở đây người ta không cho cái phương án nào có cái đọc là bô. Ví dụ chúng ta có từ kibo này. Đấy, quy mô nhá thì sẽ đọc là bô. Nhưng mà đây không có thì chúng ta thấy may quá. Mô sẽ không có trường âm bởi vì là một âm tiết o thì sẽ không có, vậy các bạn loại được 1 với 2. Còn 3 với 4 thì chúng ta có chữ phạm sẽ đọc là hang đúng nhỉ? Đúng, đây sẽ là đáp án số 4. Yom bằng mô hang có nghĩa là mẫu. Đấy. Đây là anh hoặc là chị Maeda đã gì nhỉ? Đã cho xem mẫu, đã làm mẫu cái cách bơi đúng cho bọn trẻ con. Hay các bạn có cái từ mohang teki là kiểu như là mang tính gương mẫu đấy, mohang teki na seto là một người học sinh gương mẫu. Tiếp theo câu số 4. Một cái tính từ đuôi y quen thuộc hình như đã từng được hỏi trong một đề thi nào đó rồi. Omotta ijo ni nanani. À đây là chữ hiểm thì đứng một mình đọc là kewashi đúng không nhỉ? Kewashi, như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 1 nhá. Nguy hiểm, hiểm trở hơn là tôi nghĩ, thông thường dùng cho những cái vách núi dựng đứng ấy thì sẽ dùng cái từ này. À, chúng ta có số 2 là gì đây? Mabushikata là gì nhỉ? Chói chang này. Số 3, Osoroshikata là đáng sợ. Và số 4, Hageshikata là dữ dội, mãnh liệt. Đây là chữ khích, không phải. Tiếp theo câu số 5. Saki nanani shite ita hito wa dare desu ka? Không biết có bạn nào nhầm cái câu số 5 này không? Ở Hán tự là chữ ác và chữ thủ, như vậy sẽ đọc là chữ thủ đọc là shu, các phương án đều đọc là shu ở đằng sau. À, phía trước đúng nhỉ? Chúng ta có chữ ác sẽ đọc là aku. Đấy. Vậy đáp án đúng của chúng ta sẽ là số 3. Đây cũng là một từ quen thuộc bởi vì chúng ta đã học ở trong phần Mimikara N3 rồi. Akushu có nghĩa là bắt tay, đúng không nhỉ? Đấy. Thì cái người mà bạn bắt tay lúc nãy là ai vậy? Okushu hay là Hokushu thì không có cái tồn tại từ đấy nhá. Nhưng mà có cái số 3 ấy, là từ Hakushu là một từ các bạn sẽ dễ nhầm. Hakushu đây là từ mang nghĩa là vỗ tay. Chữ phách và chữ thủ. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 2 là môn đai nhận diện mặt chữ. Câu số 6 này. Sono nuno hirogete kudasai. Nuno là vải đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cần chữ bố đúng nhỉ? Đấy. Hãy gì đây? Hãy trải rộng, hãy mở rộng tấm vải đó ra. Vậy thì chúng ta sẽ thấy chữ nào là chữ bố? Một là chữ bố chính xác đúng nhỉ? Ichiban.
Số 2 là chữ gì? Số 2 là chữ đại, là cái túi đúng không? Cái này nếu mà đọc âm kunyomi phải là fukuro. Số 3 là chữ y. Bình thường các bạn sẽ có âm onyomi khi ghép âm là y. Còn âm kunyomi cũng có nhưng mà nó ít dùng nhé. Nó là từ koromo. Koromo không phải là kodomo đâu nha. Koromo có nghĩa là y phục, quần áo. Một cách dùng hiếm gặp và hơi cổ này. Số 4 là chữ đới, có nghĩa là cái đai đúng không nhỉ? Đọc là obi. Tiếp theo câu số 7. Kongo wa fukushi no shigoto ni tsuku yote desu. Về sau ấy thì tôi dự định là sẽ tìm việc, sẽ làm việc ở Fukushi. Fukushi đây là phúc lợi đúng không nhỉ? Phúc lợi xã hội. Thì các bạn sẽ đã từng có năm người ta hỏi cái câu hỏi này rồi nhá. Hình như cũng chính trong cái môn đai số 2 này luôn. Đấy, chúng ta sẽ cần chữ phúc và chữ chỉ đúng không? Có nghĩa là phúc lợi. Số 1 này các bạn thấy đây là chữ gì đấy? Đây là chữ phúc và chữ chi. Chữ chi cũng đọc là si nhưng mà rất tiếc là nó sẽ không ghép tạo ra cái dạng phù hợp đúng không nhỉ? Phúc chi là sai. Số 2 là chữ phó đúng không nhỉ? Phó trong từ phó từ ấy. Đấy, chữ phó cũng đọc là phư cự. Và đằng sau đây là chữ chỉ, đọc là si nhưng mà nó sẽ không ghép cái từ này lại với nhau như này. Số 3 là gì đấy? Fukushi là phúc và chỉ, hợp lý này. Số 4 là phó và chi không phù hợp. Như vậy đúng ở đây phải là số 3, Samba. Cái chữ chỉ này có thể coi là kanji N1 đấy các bạn. Tiếp theo câu số 8. Mainichi takusan no gomi ga suterarete iru. Suteru thì là động từ chúng ta quen thuộc ở Minano Nihongo đã học rồi. Và hán tự thì học trong kanji look and learn N3 đã học rồi đúng không? Do vậy là trong phần kanji N2 thì có câu là của N3, có câu là của N1. Bởi vì N2 sẽ là trung gian giữa hai cái đó. Mà hàng ngày thì rác bị vứt rất là nhiều. Chúng ta sẽ cần chữ xả đúng không nhỉ? Chúng ta cùng xem nhé. Số 1 này. Số 1 đây là chữ gì nhỉ? Có bộ thủ và chữ hợp. Đây là chữ thập. Đọc là hiro. Nếu mà thể T nó sẽ là hirote, là nhặt. Đấy. Hirote. Chứ không phải là stete đúng không? Stetarete. Tiếp theo chúng ta có chữ gì đấy? Chúng ta có chữ số 2 là bộ thủ và bộ gì nhỉ? Bộ thủ. Đấy. Đây là chữ đầu đúng nhỉ? Có nghĩa là ném. Đọc là nageru. Nagete nhá. Số 3 là chữ thải đúng nhỉ? Chúng ta sẽ đọc là toru. Như vậy là ghép thể T sẽ là tốt T này. Lấy hoặc là hái. Số 4 là chính xác đúng không nhỉ? Số 4 là đáp án của chúng ta. Chữ xả. Nó ghép bởi bộ thủ là cái tay và bên tay phải là chữ xá trong từ inaka đúng không nhỉ? Từ inaka hoặc là đây. Đánh ra các bạn quan sát nhé. Inaka này nó sẽ là chữ điền và chữ xá là miền quê hoặc vùng nông thôn. Đấy, hoặc là từ gì nhỉ? Từ cô xạ chẳng hạn này. Chữ hiệu và chữ xá. Vân vân. Thì câu số 8 thì sẽ có nhiều bạn sẽ dễ nhầm đáp án 1 và đáp án 4 bởi vì nó cũng tương tựa tựa cái nét của nhau. Câu số 9. Koyama-san no kigen ga yoi toki ni tanonde miyo. Kigen, tất cả các phương án đều đọc là kigen hết. Nhưng mà có trường hợp sẽ tồn tại từ đó, có trường hợp không. Chúng ta cùng xem câu số 1 là chữ cơ và chữ kiêm. Kiêm từ kiêm nhiệm ấy, không có từ này. Tiếp theo chúng ta có đây là chữ cơ và chữ hiểm. Có tồn tại từ này và đồng thời là một cụm cố định. Kigen ga yoi có nghĩa là tâm trạng tốt, đúng không nhỉ? Vậy thì hãy thử nhờ cái lúc nào mà cái anh Koyama này anh ấy có tâm trạng tốt. Hợp lý, chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là 2 nhé. Kigen là tâm trạng và sắc mặt cũng được. Số 3 là chữ khí và chữ hiềm. Không đúng đúng không? Và số 4 là khí và kiêm cũng không phải. Tiếp theo chúng ta có câu số 10 là câu cuối cùng của môn đai số 2. Câu số 10. Kore wa kaisha ni totte okina sonshitsu da. Sonshitsu, chữ Hán sẽ là chữ tổn và chữ thất. Chúng ta cùng xem các phương án này. Một này, đây là chữ tước và chữ thất. Tước trong từ tước trừ sakujo, không phải. Số 2 là chữ gì đây? Đây là một chữ rất là lạ nhé. Người ta cho vào để gây nhiễu với lại chữ tổn thôi.
Đây là chữ viên hoặc là chữ vẫn, có nghĩa là rơi xuống, không tồn tại cái từ này này. Số 3 là từ từ này có tồn tại, từ này đọc là shoshitsu, là mất mát, nhưng mà nó đọc là sho chứ không đọc là son. Và cuối cùng chúng ta sẽ có 4 là chính xác, đúng nhỉ? Shoshitsu là tổn thất. Đây là một tổn thất lớn đối với cai xã, đối với công ty. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai gokese, môn đai cách dùng từ, à xin lỗi, môn đai từ ghép. Câu 11 này. Ankento dewa shitsumon ni kaito no hito mo ita. Ở trong cái bản khảo sát ấy, thì cũng có những người mà họ trả lời cái câu hỏi đang để khuyết nhá. Chúng ta có mu, đúng nhỉ? Chữ vô này, chữ không này, chữ khuyết và chữ thất. Đấy, thì chắc chắn là đi với lại chữ kaito này sẽ phải là đáp án số 1, đúng nhỉ? 1. Chúng ta sẽ có từ đấy là từ gì đấy? Từ đấy là từ mu kaito. Đấy. Mu kaito có nghĩa là không trả lời, đúng nhỉ? Ngoài ra còn có một từ nữa, đó là từ mi kaito các bạn nhé. Đó là chưa trả lời. Đấy. Không trả lời thì là người ta sẽ không trả lời, người ta đã không trả lời là cái kết quả có rồi. Còn mi kaito thì là hiện tại là chưa nhưng có thể tương lai người ta sẽ trả lời. Đấy. Có thể là trong một số đề người ta sẽ hỏi cái từ là từ mi kaito. Số 2, nếu mà viết như thế này thì chúng ta có thể đọc gì đấy nhỉ? Chúng ta có nhiều cách đọc, ví dụ đọc là aki chẳng hạn. Thì nó sẽ là cái tình trạng trống, ví dụ như là aki gì? Aki càng này. Cái lon trống, đúng không? Hoặc là đọc là kara. Đấy, ví dụ như là karate này. Đấy, môn võ karate này. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là đọc là sora. Ví dụ, sora mimi. Đấy, sora mimi có nghĩa là vờ như không nghe thấy ấy, vân vân. Số 3 là chữ khuyết thì chúng ta biết rồi. Nó sẽ thường có cái dạng gì nhỉ? Keseki là vắng mặt này, Ketsujo là không tham dự, vân vân. Đây là chữ thất, đúng nhỉ? Shitsugyo thất nghiệp, rồi thì Shitsuren thất tình, vân vân. Không phù hợp nhá. Câu số 12. Kono hon ni wa kaigai ni aru Nihon nanani no ie ga takusan noteiru. Ở trong cuốn sách này nó đăng tải rất là nhiều các ngôi nhà cái gì đó Nhật Bản ở nước ngoài. Chữ khí, chữ loại, chữ phong và chữ trạng. Thì các bạn có chữ khí khi mà nó đứng ở đằng sau một từ như này thường nó sẽ đọc là kê. Đấy, nó sẽ thường đọc là kê và nó chỉ cái cảm giác, đúng nhỉ? Cảm giác và hay liên quan đến cái cảm giác sinh lý của cơ thể đấy. Ví dụ như là chúng ta có từ nemuke chẳng hạn. Nemuke là cái sự buồn ngủ, cái cơn buồn ngủ này. Hay là hakike đó là cái sự buồn nôn, đúng không nhỉ? Số 2 là chữ loại, đọc là rui. Nó sẽ chỉ chủng loại, thể loại. Ví dụ các bạn có từ từ N2 đi. Ví dụ như là chúng ta có từ nikuru này, các loại thịt này. Hay là từ yokai rui, đúng không nhỉ? Là các loại hải sản, vân vân. Chúng ta có chữ số 3 là chữ phong, đọc là fu. Thì từ này sẽ chỉ phong cách. Ví dụ chúng ta có từ wafu là phong cách Nhật Bản, hay là yofu là phong cách châu Âu, phong cách Tây. Vậy thì đây là nihonfu là phong cách Nhật Bản. Có vẻ như hợp lý, đúng không nhỉ? Số 4, các bạn có chữ này là chữ trạ. Thì cái từ này nó có hai cách hiểu nhé. Một đấy là cái giấy. Ví dụ như các bạn có từ shotaijo là giấy mời. Đấy. Hoặc là từ shoujo là bằng khen đấy, giấy khen thưởng đấy. Hoặc cách hiểu thứ hai đó là diễn tả trạng thái nhé. Ví dụ như chúng ta có từ ekijo. Eki là chữ dịch. Và đây là chữ trạng, có nghĩa là cái trạng thái lỏng. Hoặc là các bạn có từ borujo, đúng nhỉ? Là cái dạng khối cầu, vân vân. Thì ở đây hợp lý nhất sẽ phải là đáp án số 3, nhà theo phong cách Nhật Bản. Câu số 13, kabe no sofa ni suaru. Câu này thì đầu tiên có rất là nhiều nguồn trên mạng chọn đáp án là đáp án số 3, nhưng mà không phải. Đây là kabe là bức tường. Tôi đã ngồi cái ghế sofa mà gì đấy. Mà các bạn thấy các phương án này có chữ sở, chữ tế, chữ biên và chữ vực. Nó đều mang nghĩa là chỉ cái vị trí, đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái ghế sofa này là cái ghế sofa mà kê ở gần tường, đúng không nhỉ? Số 1 các bạn có chữ sở đọc là dokoro. Ví dụ chúng ta có từ midokoro. Đấy, midokoro là cái điểm nổi bật, cái điểm nhấn.
điểm hay của một cái sự vật hiện tượng này. Chúng ta có số 2 là chữ tế đọc là giwa. Đấy, ví dụ như là từ madogiwa là sát bên cửa sổ ấy, hay là kabegiwa nhá là sát tường, bên cạnh tường. Vậy thì ở đây có thể là đáp án số 2 là sẽ phù hợp. Số 3 là chữ hen. Thông thường như từ này dùng kiểu như là kono hen, là ở vùng này. Và số 4 là iki, chữ vực. Thông thường nó dùng trong những cái từ ghép hai âm tiết, ví dụ như là chi iki này, hay là dio iki, cư iki vân vân. Ở đây phù hợp nhất phải là đáp án số 2, đúng không? Kabegiwa có nghĩa là sát bên tường nhá, chưa? Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4, đó là môn đai từ vựng. Môn đai từ vựng thì môn đai này chúng ta sẽ cần nắm vững kiến thức về nghĩa cũng như là cái cách dùng cố định của một số từ vựng. Câu 14, kare wa hontou wa yasashii hito nano ni muguchi na sei de tsumetai hito da to yoku sareru. Anh ấy thực ra là một người rất là thân thiện, vậy mà tại vì ít nói quá nên thường bị làm sao đó là một người lạnh lùng. Thực ra chúng ta sẽ nhìn các phương án xem nhé. Ví dụ số 2, số 1 là gì nhỉ? Số 1 là chữ quan trắc, có nghĩa là can sô cự, đọc là can sô cự này, có nghĩa là quan trắc đo đạc, ví dụ như là đo đạc thông tin thời tiết khí tượng vân vân. Không phải. Số 2 là chữ ngộ, chữ giải đọc là gokai. Gokai có nghĩa là hiểu lầm. Vậy thì có vẻ hợp nghĩa đúng nhỉ? Anh ta như thế này nhưng mà ít nói nên là bị người ta hiểu lầm là người lạnh lùng. Số 2 có vẻ đúng này. Số 3 là chữ quyết và chữ ý, ketsui, có nghĩa là quyết tâm đấy, giống từ ketsin, đưa ra quyết định một cách chắc chắn. Số 4 là chữ thừa nhận, shonin, có nghĩa là thừa nhận, công nhận. Vậy thì ở đây đúng phải là số 2, nhì bằng. Các cái từ nó cũng không gần nghĩa nhau lắm nên là các bạn chọn sẽ tương đối là đơn giản nếu như biết nghĩa của từ gokai này. Câu số 15, shinsei no ureyuki ga nanyani nano de seisan ryo o fuyasu koto ni shita. Ở đây có cái từ là từ ureyuki, từ này rất là nhiều bạn hay dịch là doanh thu, nhưng mà cái từ này nó không phải là doanh thu. Doanh thu của chúng ta sẽ là từ uriage, các bạn lưu ý nhá, uriage. Đấy, còn cái từ ureyuki này nó mang nghĩa là cái việc kinh doanh, cái việc buôn bán, cái việc bán hàng. Thì chúng ta cùng xem này, xem cái nào phù hợp nhá. Cái việc buôn bán, cái việc bán cái sản phẩm mới nó làm sao đấy, vì nó làm sao đấy mà tôi đã quyết định là sẽ tăng cái lượng sản xuất. Số 1, từ đầu tiên các bạn có đây là chữ on ghép với chữ hậu, đúng nhỉ? Đọc là onko. Từ này có nghĩa là hiền hậu, ôn hòa, nó dùng cho tính cách của con người. Đây thì không hợp lý rồi. Số 2, chúng ta có từ đây là từ chữ viên và chữ mãn, đọc là emman. Emman này có nghĩa là viên mãn, giống như là tiếng Việt ấy. Thì nó dùng cho gì nhỉ? Nó dùng cho việc xử lý hoặc giải quyết cái gì đó, xử lý một cách êm đẹp, trọn vẹn, tròn trịa nhá. Thì cũng không phù hợp với từ gì nhỉ? Ureyuki. Chúng ta sẽ không chọn, đây sẽ xóa từ đi cho đỡ dễ nhầm này. Số 3, các bạn có từ chữ hảo và chữ điều, cô trồ. Từ này là từ phù hợp đúng không? Nó diễn tả cái quá trình làm gì đó thuận lợi, êm đẹp. Đấy. Thì đây là quá trình bán hàng, nó trơn tru, êm đẹp đúng không? Đúng. Của chúng ta là 3, sam bằng. Câu số 4 là từ tekisetsu. Tekisetsu là cái sự phù hợp, cái sự hợp lý. Không phải, không đi với lại cái từ ureyuki nhá. Tiếp theo các bạn có câu số 16. Kare wa donna shikuto demo misu hitotsu naku kijitsu made ni shiagete kureru nano de hontou ni buka da to omou. Anh ấy này. Đấy, anh ấy thì bất kỳ cái công việc gì cũng làm sao đây, cũng shiageru, cũng hoàn thành. Các bạn lưu ý cái từ này giống từ kanse nhá, là hoàn thành. Anh ta bất kỳ cái công việc nào ấy, anh ta cũng hoàn thành, mà tê cứ đấy tự là hoàn thành, giúp tôi, cho tôi ấy, tôi cảm kích anh ta. Trước cái kỳ hạn, đúng nhỉ? Đấy, và không mắc một cái lỗi nào cả. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ anh ta thực sự là một cái người cấp dưới làm sao đó. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là anh ta làm sao đây? Anh ta công việc nào cũng như vậy. Đấy, thì cái nghĩa nào hợp lý nhá? Số 1 là từ tanomoshi. Tanomoshi là đáng tin cậy.
Đáng tin cậy. À, chắc chắn là từ này hợp lý đúng không? Bởi vì sao? Nó đi với bối cảnh của câu rất là phù hợp. Chúng ta sẽ chọn được luôn đáp án đúng là Ichi. Tanomoshi. Và cái tính từ này được ra ít nhất là 2 lần trong quá khứ rồi. Có thể là người ta sẽ ra lại một lần nữa, các bạn lưu ý nhé. Từ số 2 là từ Takumashi. Takumashi này có nghĩa là mạnh mẽ hoặc là cường tráng về mặt cơ thể. Đấy. Không hợp lý đúng nhỉ? Nó không liên quan đến cái việc hoàn thành công việc trước hạn kiểu này. Số 3 là chữ Huy. Đọc là gì đây? Kagayakashi đúng nhỉ? Kagayakashi. Từ này có nghĩa là vẻ vang, huy hoàng, nó dùng trong những cái sự nghiệp, thành tích. Đấy. Tương lai vân vân. Số 4 là Shitashi. Có nghĩa là thân thiết, ví dụ như là Shitashi Tomodachi, bạn thân đấy, vân vân. Nó cũng không phù hợp. Câu 17 này. Shokuhi o nanya ni suru tame ni narubeku gaishoku o shinai you ni shiteru. Để cái gì đó, shokuhi đây là tiền ăn nhá. Để gì đó tiền ăn thì tôi luôn luôn cố gắng là không ăn ngoài. Số 1 các bạn có từ gendio. Gendio này nó là chữ giảm và chữ lượng, có nghĩa là giảm cái khối lượng đấy, giảm khối lượng một cái gì đó xuống, hoặc là đặc biệt là dùng cho cái việc giảm cân đấy. Có vẻ không hợp lý bởi vì đằng trước đang là tiền đúng không? Số 2 là từ shoryaku. Shoryaku chữ Hán là chữ tỉnh và chữ lược, có nghĩa là lược bỏ, lược bớt những cái phần dư thừa dài dòng đấy, hay dùng trong những cái nội dung hoặc là văn chương vân vân. Số 3 là từ tansuku. Tansuku là thu gọn, rút gọn, thu hẹp, nó dùng trong khoảng cách hoặc là thời gian, đúng không? Không dùng cho tiền. Và số 4, đương nhiên là 1, 2, 3 sai thì còn 4 thôi. 4 là setsuyaku, có nghĩa là tiết kiệm, đấy, tiết kiệm tiền hoặc là tiết kiệm đồ khi sử dụng, đúng không? Vậy thì câu này phù hợp là yêu bằng nhá. Để tiết kiệm tiền ăn thì tôi không ăn ngoài, đúng không? Tôi tự nấu, nhưng mà nhiều khi là tự nấu còn tốn hơn cả ăn ngoài ấy. Câu 18. Câu 18 các bạn thấy là đều là các động từ phức. Đấy. Đều là phục vụ doshi này. Kantan ni okane ga mokaru to yu yona hanashi ni sugu no wa yameta hou ga ii. Kakekomu, fureau, yori kakaru và tobitsuku. Chúng ta cùng xem này. Người ta khuyên một câu đó là nên bỏ, đúng nhỉ? Nên bỏ cái gì đấy đi. Đấy. Nên từ bỏ cái việc gì? Cái việc ngay lập tức tới những câu câu chuyện kiểu như là gì đấy, có thể kiếm tiền một cách dễ dàng đơn giản đúng không? Ai từ đầu tiên kakekomu. Kakekomu có nghĩa là lao tới, đâm bổ tới, nó diễn tả cái quá trình, cái việc mà chạy đến với một cái gì nhỉ, với một cái uy thế rất là lớn, không phù hợp này. Số 2 là chúng ta có từ fureau. Fureau có nghĩa là tiếp xúc, không phải. Số 3 là yori kakaru, là dựa vào, dựa dẫm, cũng không đúng với bối cảnh đúng không? Và số 4 chúng ta có từ tobitsuku. Tobitsuku có nghĩa là gì nhỉ? À, nhảy tới, lao tới. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 4 nhé. Tại sao lại là nhảy tới, lao tới? Có nghĩa là khi mà nghe thấy câu chuyện là kiếm tiền dễ, vội vàng lao tới, nhào tới, đúng nhỉ? Bị hấp dẫn bởi nó thì nó dùng cái trường hợp này. Ở đây sẽ chúng sẽ phải chọn đáp án 4 này, và cái dấu hiệu ấy đấy là từ Hanashi ni, các bạn lưu ý nha. Tiếp theo câu số 19. Yaritai shigoto nayo no nene ni ga atta no de sasoku obo surukoto ni shita. Bởi vì có cái gì đó về cái phần việc mà tôi muốn làm, về cái nội dung công việc tôi muốn làm, nên tôi đã quyết định nhanh chóng ứng tuyển. Các phương án câu số 19. Một này là từ sai số cự. Chữ Hán là chữ thôi và chữ thúc có nghĩa là à thôi, và chữ xúc có nghĩa là dục, ví dụ như là dục trả tiền đúng nhỉ, dục trả nợ. Đấy, dục làm bài tập vân vân. Không phù hợp này. Số 2 là new xạ, là vào công ty đúng nhỉ? Kai xa ni hai, cũng không phù hợp lắm. Số 3 là kyujin. Đấy, kyujin là tuyển người, tìm người, vì có cái gì nhỉ? Vì có cái thông tin tuyển người. Đấy.
vì có cái sự tuyển người ở việc tôi muốn làm. Đúng, ở đây sẽ là phải là ba nhá. Người ta QG, người ta tuyển người thì mình oboe, mình ứng tuyển, một cái sự đối lập đúng không nhỉ? Sam bảo. Và số 4 là từ thu và chữ tập. Sưu sưu. Từ này có nghĩa là thu gom rác hoặc là sưu tập tem, sưu tập sách, sưu tập tiền cổ vân vân. Không phải. Câu 20. Câu cuối cùng của chúng ta trong phần từ vựng môn đai số 4. Đó là một câu từ láy. Các bạn thấy này. Tomodachi da to omotte ita no ni, watashi no inai tokoro de, to watashi no warukuchi o itte ita nante hidoi. Nào, tôi luôn nghĩ đó là một người bạn. Vậy mà, đúng không? Vậy mà cái nante, vậy mà cái kiểu đâu mà lại gì? Lại nói xấu tôi. Đấy, lúc tôi không có mặt ở đó, nói xấu sau lưng đấy. Thật là tồi tệ, thật là không chấp nhận được. Các phương án này, đầu tiên là chúng ta có từ uto, từ này có nghĩa là mơ màng lim dim đấy, ngủ gà ngủ gật đúng nhỉ, trạng thái ngủ gà ngủ gật thì không đúng với cái trường hợp là nói xấu nhá. Số 2 là koso koso có nghĩa là lén lút. À, rõ ràng thì ở đây chúng ta thấy có cái trường hợp là không có mặt tôi ở đấy và lén nói xấu tôi, vậy thì đúng đây sẽ phải là 2 đúng nhỉ. Đấy, koso koso nó giống nghĩa từ kosori đấy. Số 3 là từ buru buru có nghĩa là run rẩy hoặc là run lên, nó diễn tả cái sự rung động hoặc là dao động. Và số 4 là zero zero có nghĩa là chăm chăm chằm chằm, hoặc diễn tả cái việc nhìn nhá. Ở đây đúng phải là số 2, lén nói xấu đúng nhỉ. Chúng ta sẽ chọn đáp án số 2. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 5 là môn đai về từ đồng nghĩa. Câu 21. Kono tatemono koasu no wa oshi. Từ oshi này chúng ta được học ở trong phần Mimikara N2 rồi, có nghĩa là đáng tiếc đúng không? Đấy, hoặc là lãng phí. Cái việc phá hủy cái ngôi nhà này thật là đáng tiếc, thật là lãng phí. Nó vẫn còn dùng được mà. Một abunai là nguy hiểm. Số 2, một tai nay là lãng phí. À, đồng nghĩa rồi. Đúng đây là số 2. Số 3 là mendokusai, có nghĩa là phiền phức. Không phải. Và số 4 là muzukashi là khó khăn, cũng không đúng. Câu số 22. Kichinto tempo awasete kudasai là hãy gì nhỉ? Chúng ta có từ tempo có nghĩa là nhịp độ. Đấy, nhịp độ này nó hay dùng trong kiểu như là âm nhạc ấy. Âm nhạc, nhịp độ thì nó nghĩa là độ nhanh, đúng không? Độ nhanh, tốc độ. Câu này là hãy làm khớp cho đúng cái nhịp độ. Ví dụ như là khi mà dạo chơi nhạc chẳng hạn. Các phần này, ví dụ như là một nagasa là độ dài. Đấy, chiều dài. Takasa là chiều cao, độ cao. Okisa là độ lớn. Và hayasa là độ nhanh. Thì chắc chắn là nhịp độ, tốc độ sẽ là 4 là gần nhất, đúng nhỉ? Yomba. Câu số 23. Sono news wa tachimachi hiromatta. Cái thông tin đó ấy, nó đã tachimachi là ngay lập tức. Nó đã ngay lập tức lan rộng ra. Thì chúng ta xem từ nào phù hợp này. Số 1, sugu ni là ngay lập tức. Số 2 là shidai ni là dần dần, từ từ. Số 3 là tasuka ni là quả thực là, chính xác là như thế. Và số 4 là igai ni là bất ngờ, ngoài cái khả năng suy đoán tưởng tượng của mình. Thì phù hợp ở đây phải là ichi đúng không? Sugu ni. Đây cũng là một cái từ rất là quen thuộc với các bạn luôn. Số 4. Câu số 4 này có thể nói là một câu tương đối khó trong môn này 5, bởi vì là cái hán tự chữ khái này là hán tự của N1. Nếu bạn nào mà chưa từng học qua, chưa từng đọc qua thì sẽ khó biết nhá. Đấy. Thì chữ khái này có nghĩa là khái quát, yếu này là trọng yếu, vậy thì ghép vào nhau từ gaio có nghĩa là cái điểm trọng tâm, cái điểm khái quát, cái điểm chính đúng nhỉ? Đấy, các bạn xem cái nào là cái nội dung phù hợp này. Kuwashi-nayo là nội dung chi tiết, nội dung chi tiết cụ thể thì nó không phải là điểm chính, điểm trọng tâm đúng không? Số 2 là daitai no nayo, cái nội dung đại khái, cái nội dung tóm tắt. Đấy, số 2 hợp lý nhá. Số 3 nó là từ omona mukuteki. Đấy, nó là cái mục đích chủ yếu. Đây không phải là mục đích đúng không? Mà đây là nội dung. Và số 4 là saishu teki na mukuteki là mục đích cuối cùng, cũng không phải. Câu 24 nó là trình bày cái gì nhỉ? Cái phần trọng tâm, cái phần cốt lõi của nghiên cứu. Đúng đây phải là 2. Câu số 25.
từ này cũng đã từng ra rồi thì phải. Ano Tokyo Yudan Shite Ita, Hán tự là chữ du và chữ đoạn, có nghĩa là lơ đễnh, lơ đãng. Đấy, cái lúc đấy thì tôi đã lơ đễnh. Từ nào phù hợp nhất? Vỗ số 1 này, Awatete Ita. Awatete Ita có nghĩa là tôi hoang mang, đúng không? Tôi hoảng hốt, không phù hợp. Số 2 là Nanimo Oboete Inakata, là tôi không nhớ gì cả, cũng không phù hợp. Số 3 là Kyosukete Inakata, là tôi không chú ý. À, tôi lơ đễnh và tôi không chú ý là giống nhau. Vậy chúng ta sẽ chọn số 3, Samba. Số 4 này, Mayotte Ita là gì đây? Là lạc đường, đúng nhỉ? Hoặc là phân vân, băn khoăn, cũng không phù hợp. Tiếp theo chúng ta sang môn đai cuối cùng là môn đai số 6. Là một môn đai mà tương đối khó và có số điểm cao nhất trong phần từ vựng. Thông thường các câu kia thì sẽ là một điểm và câu và môn đai 6 là mỗi câu 2 điểm. Chúng ta cùng xem. 26, từ đầu tiên là từ Soki. Đây. Các bạn đừng nhầm với cái từ Soki này nhá. Đấy, cái từ Shoki này đã từng được ra một lần rồi, có nghĩa là cái gì nhỉ? Cái thủa ban sơ, cái thủa ban đầu. Nhưng mà cái từ này, số 26 này này, nó mang nghĩa là sớm, thời kỳ sớm. Đấy, chúng ta sẽ xem. Nó sẽ đi kèm với lại một số cái từ cố định, ví dụ như là gì đấy? Như là Haken này, phát hiện sớm. Đấy, Soki Haken là phát hiện sớm. Hay là Soki Taishoku là nghỉ hưu sớm. Hay là Soki no Dankai là trong giai đoạn sớm, đúng nhỉ? Các bạn, nếu mà chúng ta dựa vào cái hint đấy chúng ta xem thì chắc chắn là đáp án số 4 các bạn thấy có gì đấy? Có Soki no Dankai. Đấy, là phù hợp. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án 4 nha. Cái môn đai 6 này ngoài cái nghĩa thì nếu chúng ta nắm được cái cụm cố định đi kèm thì các bạn chọn rất là dễ. Đấy. Câu 4 là gì đây? Igaku no shinpo ni yotte byouki o soki no dankai de mitsukerare yo ni natta, là nhờ tiến bộ của y học ấy thì đã trở nên có thể phát hiện ra, đúng không? Phát hiện ra bệnh trong cái giai đoạn sớm, kiểu như là ung thư chẳng hạn. Các phương án còn lại xem sai ở đâu và sửa như nào nhá. Câu 1 này, natsuyasumi no soki wa ryoko o shite sono ato wa shiken benkyou o suru yotei da. Thời kỳ sớm của mùa hè thì tôi đi du lịch và sau đó tôi dự định sẽ học để thi, tôi học thi. Thì rất tiếc là đi với lại giai đoạn sớm của một mùa nào đó, chúng ta sẽ không dùng từ này. Các bạn sẽ phải dùng từ saisho. Đấy, có nghĩa là lúc đầu. Hoặc là các bạn có thể dùng từ nửa đầu, đúng không? Là từ zenhan. Chứ nó không đi với lại từ soki nhá. Số 2 này. Ashita no hikouki wa soki no bin dakara asa oji ni ie o denakereba naranai. Chuyến bay ngày mai bởi vì là chuyến sớm. Tất nhiên là tất cả các phương án khi mà dịch sang tiếng Việt thì nó đều hợp lý. Nhưng mà chúng ta sẽ không có cái trường hợp Soki đi với cái này, đúng không nhỉ? Nên là phải ra khỏi nhà vào lúc 5 giờ sáng. Ở đây chúng ta phải sửa thành gì đây? Chuyến bay sáng sớm, đúng không nhỉ? Thì đúng nhá. Sochobin. Đây, từ này thì mới đúng đấy các bạn này. Câu số 3. Hitori gurashi no soki wa ryori nado no shippai mo okute kuroshita. Lúc sống một mình thì lúc đầu chúng ta sẽ không dùng cái này. Thông thường người ta dùng cái dạng thức là ai. Hitori gurashi wo, đúng nhỉ? Hajimeta goro. Cái lúc bắt đầu sống một mình. Đấy. Là phù hợp nhá. Tiếp theo chúng ta có câu số 27. Chữ này là chữ vĩ và chữ đại, đúng là một từ tương đối là quen thuộc. Idai. Nó diễn tả điều gì? Nó diễn tả những cái nhân vật có sức ảnh hưởng, đúng không? Chúng ta cùng xem câu số 1 này. Yamakawa-san no Fransugo no speech wa totemo idai kata. Cái màn thuyết trình, cái màn diễn thuyết bằng tiếng Pháp của Yamakawa thì nó rất là vĩ đại. Ở trong tiếng Việt mình có thể nói là bài phát biểu vĩ đại, đúng không? Màn diễn thuyết vĩ đại, nhưng mà trong tiếng Nhật thì không tồn tại cái đấy các bạn nhé. Idai nó dùng cho người, cho nhân vật thôi, có sức ảnh hưởng lớn thôi. Ở đây chúng ta sẽ không dùng cái này, các bạn có thể dùng từ tuyệt vời, đúng không?
Migoto này. Migoto các bạn dùng từ subarashi kata cũng được. Còn nếu mà một từ bình thường thì chúng ta dùng từ jozu cũng được. Câu số 2. Kono kuni ni wa idai na gaka ga takusan iru. Ở đất nước này có rất là nhiều cái họa sĩ vĩ đại. À, rõ ràng chúng ta thấy có từ gaka là họa sĩ, đúng nhỉ? Đây là từ chỉ người, chỉ nghề nghiệp. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 2, đúng không? Họa sĩ vĩ đại này, giống như là Van Gogh hay là Leonardo da Vinci ấy, đúng nhỉ? Câu số 3. Ano ie wa kono atari de ichiban idai na ie desu. Cái ngôi nhà kia là cái ngôi nhà vĩ đại nhất ở vùng này. Ngôi nhà thì không dùng ngôi nhà vĩ đại, mà ngôi nhà gì đây? Ngôi nhà lớn, đúng không? Ngôi nhà to, các bạn sẽ dùng từ oki nha. Đấy, là một từ rất là thông dụng rồi, rất là thường rồi. Nếu mà muốn một từ gọi là xịn hơn ấy, nó là từ này, chữ tráng và chữ đại. Sodai có nghĩa là một ngôi nhà rất là lớn, rất là hoành tráng, như là biệt phủ, biệt thự sẽ dùng. Câu số 4. Ano hito wa idai na uma wo nanto mo katte iru. Cái người kia họ đang nuôi rất là nhiều con ngựa vĩ đại. Chắc chắn con ngựa gì nhỉ? Con ngựa lớn, con ngựa to thôi, cũng là từ oki này. Đấy. Và có thể dùng từ gì nhỉ? Đối với lại động vật hoặc thực vật mà to lớn thì dùng từ này nhá. Chữ cự và chữ đại, kyodai. Tiếp theo, câu số 28. Câu này tương đối khó. Câu này sẽ nhiều bạn bị nhầm lẫn và chọn các phương án khác. Ví dụ câu 28, chữ này là chữ ấn, đúng không nhỉ? Kanji là kanji N3, đọc là shirushi. Các bạn có cái từ yajirushi là mũi tên đấy. Thì cái từ shirushi này có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là dấu hiệu biểu tượng, đúng không nhỉ? Dấu hiệu biểu tượng để chú thích, giải nghĩa cho một cái gì đấy nhá. Hay dùng trong sách hoặc là trong gì nhỉ? Trong các phần ký hiệu. Và nó có một dạng cố định, đó là gì? Đó là shirushi o tsukeru. Đấy. Là gì đây? Là đánh dấu, đúng không nhỉ? Chúng ta cùng xem. Câu 1 này, fukushu suru toki no tame ni taisetsu na tango ni aka no pen de shirushi o tsuketa. Các bạn thấy luôn là có cái shirushi o tsuketa. Đấy, là đánh dấu rồi. Câu này gì đây? Dành cho lúc ôn tập thì tôi đã đánh dấu bằng bút đỏ những cái từ quan trọng. À, rõ ràng là chú thích đánh dấu cho một cái giai đoạn để học tập, đúng không nhỉ? Phù hợp nhá. Chúng ta chọn đáp án đúng lại, đáp án số 1. Câu 2. Kakare đọc bị à. Kakari in ga hata o ageta no shirushi ni senshu tachi wa issei ni hashiri dashita. À. Trọng tài hoặc là nhân viên người phụ trách ấy, họ phất cờ lên và lấy đó làm cái dấu hiệu, làm cái biểu tượng và các vận động viên bắt đầu chạy đồng loạt. Đấy. Nhưng mà không dùng cái trường hợp như vậy, đúng không nhỉ? Trong thi đấu thể thao để gì đấy? Để ví dụ như là thổi còi hoặc là gì nhỉ? Hoặc là dùng cờ như vậy, người ta dùng một từ khác, đó là từ aizu. Này, chữ này các bạn nhá. Làm dấu hiệu cho một cái sự việc gì đó bắt đầu thì dùng cái từ này chứ không dùng từ shirushi. Đấy các bạn lưu ý nhá. Câu số 3 này. Kado ni byouin ga arimasu kara sore o shirushi ni watashi no ie made kite kudasai. Bởi vì ở góc có cái bệnh viện, cho nên là hãy đến nhà tôi và lấy cái đó làm dấu hiệu. Chắc chắn là dịch nghĩa thì vẫn thấy ok đúng không? Nhưng mà trong trường hợp dùng một cái vị trí để gì nhỉ? Để làm dấu, làm mốc, để đi nó dễ hơn, dễ dàng nhận biết hơn, thì chúng ta không dùng từ shirushi nhá, mà các bạn sẽ dùng một từ gần gần giống nó, đó là từ mejirushi. Đấy. Nó phải thêm chữ mục vào đằng trước nhá, để làm cái dấu mốc. Kiểu như là nhà tôi là cái nhà mà gì nhỉ? Cạnh một cái nhà lớn màu xanh hay là cạnh một cái cây gạo chẳng hạn, vân vân. Câu số 4 này. Unten suru hito wa kōtsū no shirushi no imi wo zenbu shite inakereba naranai. Những cái người lái xe, các cái bác tài xế ấy thì phải biết toàn bộ ý nghĩa của những cái dấu hiệu giao thông. À, ở đây chúng ta có từ kōtsū là giao thông, chúng ta phải dùng từ hiyoshiki các bạn nhé, là từ biển báo.
thì mới chính xác. Chúng ta chọn đáp án đúng là Ichi số 1. Câu số 29. Từ là, này là từ gì nhỉ? Từ này là từ Jokusutsu. Từ này cũng đã từng được ra trong một số năm rồi. Từ này có nghĩa là gì? Từ này có nghĩa là xảy ra liên tiếp, xuất hiện liên tiếp. Và thông thường nó là những cái điều tiêu cực. Chúng ta cùng xem này. Kino kara no yuki de koronde kenga o suru hito ga jokusutsu shite iru. Có nghĩa là vì cái trận tuyết rơi từ hôm qua ấy mà cái người bị ngã và bị thương xuất hiện liên tiếp, liên tục. À, một điều tiêu cực và diễn ra lặp đi lặp lại, hợp lý đúng không nhỉ? Đáp án đúng là 1 nha. Đấy. Dấu hiệu là chỗ này đúng nhỉ? Những người bị thương và bị ngã. Câu 2 này. Yube wa seki ga jokusutsu shite amari yoku nemure nakatta. Đêm qua ấy thì ho liên tục và không ngủ được. À, như nói rồi, nếu mà chỉ dịch nghĩa tiếng Việt thôi thì cái nào cũng sẽ phù hợp. Ở đây cơn ho các bạn sẽ dùng cái từ ho kéo dài. Đấy, đó là từ nagabiku đúng nhỉ? Nagabite. Hoặc các bạn có thể dùng từ ho mãi không dứt đúng nhỉ? Ho mãi không dừng có thể dùng từ tomaranakute nhá. Tomaranakute. Đều phù hợp. Câu 3. Suzuki Announcer wa kono terebi bangumi ni 5 năm kan jokusutsu shite iru. Phát thanh viên Suzuki gì nhỉ? Liên tục 5 năm trên cái chương trình truyền hình này. Đối với lại cái chương trình truyền hình ấy thì chúng ta sẽ dùng từ shutsuen đúng không nhỉ? Chữ này, chữ xuất và chữ diễn có nghĩa là tham gia vào cái chương trình đó đúng không nhỉ? Trình diễn vân vân. Câu 4. Kono eiga ni kansuru hon ya shouhin ga lai shu kara jokusutsu suru rashi. Sản phẩm hoặc là sách liên quan đến bộ phim này ấy, thì nghe nói là sẽ liên tục từ tuần sau. Đây là sẽ bán ra đúng không? Đấy, sẽ dùng từ hatsubai. Hatsubai sareru nhá, thầy bị động. Bởi vì là người ta dùng trợ từ là trợ từ ga đúng nhỉ? Thì chúng ta phải chia về thầy bị động này. Tiếp theo 30 là từ cuối cùng của chúng ta rồi. Động từ samatageru. Người ta không viết kanji bởi vì nếu người ta viết kanji các bạn sẽ đoán được ngay. Samatageru đây. Hán tự là chữ phương đúng nhỉ? Trong từ phương hại đấy. Trong từ bô gì nhỉ? Bô gai. Phương hại cản trở nhá. Nó bằng từ yama. Yama suru. Đấy. Chúng ta cùng xem cái từ nào mà nghĩa là như thế này. Câu 1. Kejibang no poster ga tore so ni natte ita node tape de samatageta. Cái tấm poster ở trên bảng thông báo bởi vì nó sắp bị bung ra nên tôi đã tape bằng cái băng. Tôi đã gì đấy? Tôi đã cố định đúng không nhỉ? Tôi đã đính lại bằng cái băng chứ không phải là tôi đã cản trở. Vậy thì ở đây đáp án số 1 là không đúng. Cái này chúng ta phải thay bằng từ tometa mới phù hợp này. Có thể dùng từ này nhé. Tiếp theo câu số 2. Genzai ryō ga takaku natta ga seizō hōhō o kaete seihin no neage o samatageta. Bởi vì cái nguyên vật liệu nó trở nên đắt đỏ. À, không phải là bởi vì mà là nhưng chứ. Nguyên vật liệu trở nên đắt đỏ thế nhưng mà sao đây? Thế nhưng mà đã thay đổi cái phương pháp sản xuất và đã cản trở cái việc tăng giá sản phẩm. Nếu mà dịch nghĩa thì cũng thấy có vẻ ok đấy. Nhưng mà cái samatageru này là gì đấy? À, là cái việc mà chúng ta gì nhỉ? Chúng ta gây trở ngại cho một quá trình gì đó mang tính chất cần làm, cần một việc tốt đẹp đúng không nhỉ? Thì cái việc tăng giá sản phẩm này nó không hẳn là một điều tốt đẹp nên chúng ta sẽ không dùng trong trường hợp này nhá. Chúng ta phải dùng cái từ osaeta, kìm hãm đúng nhỉ? Đấy, hãm cái quá trình tăng giá lại. Hoặc các bạn có thể dùng cái từ fuseigu cũng được, phòng tránh, phòng ngừa, ngăn ngừa. Fuseida. Tiếp theo câu số 3. Kankei no nai hatsugen de kaigi no shinkou o samatage nai de kudasai. Đừng có cản trở
cái tiến trình của hội nghị, của cuộc họp bằng những cái phát biểu không liên quan. Đấy, chính xác đúng không? Lẽ ra cần cái sự tiến hành một cách êm đẹp trơn tru thì nói những câu không liên quan vào gây mất thời gian gây tranh cãi, thì đấy chính là làm gì nhỉ? Làm cản trở. Đấy, và người ta nói là đừng có làm cản trở như thế. Câu 4 này. Kōjō nai no jiko samatageru tame ni sagyō no mae ni anzen kakuni o okonau, để cản trở tai nạn. Chắc chắn là không phải để cản trở rồi đúng không? Ở đây chúng ta có từ jiko, và tai nạn thì sẽ phải là để phòng ngừa, ngăn ngừa, fusegu, để ngăn ngừa tai nạn xảy ra trong công trường, trong xưởng, trong nhà máy. Thì trước khi làm việc tiến hành xác nhận an toàn đúng không? Thì đó là cái phần chữa đề này của chúng ta. Thì theo quan điểm của cá nhân của sinh sinh, đề này không khó nhá. Có rất là nhiều từ quen thuộc, có một số từ khó thuộc từ vựng N1, ví dụ như là từ gaio này đấy. Hay là từ gì nhỉ? Hay là từ xem có từ nào của N1 nữa không nhá. Gaio N1 này, từ phần lớn là từ N2, nên là các bạn có thể làm cái đề này tương đối là tốt. Rồi, so sánh với một số đề các năm khác thì đề năm nay phần từ vựng tương đối là đơn giản, nhưng mà đề đọc thì dài, rất là nhiều bạn dài, và thực tế là cái độ khó cũng tăng lên so với một số năm trước. Đấy, thì các bạn hãy tiếp tục ủng hộ theo dõi các bài học trên kênh YouTube và fanpage Anh Sensei, cũng như là các bạn nếu có nguyện vọng học trực tiếp tương tác qua Zoom với Sensei thì các bạn có thể liên hệ với Sensei qua đường link ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Chúc các bạn có một quá trình học tập thoải mái, vui vẻ và hiệu quả.